Kính chào quý vị và các bạn. Đã là con người thì ai cũng có những lúc hỉ nộ ai ố. Tuy nhiên thì đối với cái nghề luật sư thì cái việc hỉ nộ ai ố đó nó không được phép biểu hiện ra. Một số anh chị bảo tôi rằng là cái nghề của Thu sướng quá, tư vấn cái lấy tiền. Nhưng mà các anh chị đó không hiểu được rằng đằng sau cái việc lấy tiền của một khách hàng, đó là một cái sự nghiên cứu thật nghiêm túc. Các bạn có thể thấy được qua những cái video của tôi, có những vụ việc, có những vụ án tôi chưa từng trải qua. Tuy nhiên nó nằm trong cái kiến thức pháp luật thì tôi nhận. Và quý bạn đọc, quý ân nhân, quý thân chủ của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta và tất cả những người đang tư vấn offline tại văn phòng vẫn vậy. Tôi cố gắng đưa đến một cái thông điệp nghề thật chất với một vai trò chất lượng và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì vài ngày nay cái mặt cảm xúc nó không được như ý. Một số các anh chị em đến tư vấn và có một vài cái phản ứng rất là tiêu cực. Cho nên tôi mượn tạm cái chủ đề trải nghiệm cái góc khuất của những người phụ nữ khi đến tòa để tặng cho quý anh chị em. Tôi tạm thời không tư vấn online, chờ đến khi nào cái mặt cảm xúc của mình nó xuống, nó trôi đi, trở lại phía quân bình. Nói thông thường là phải có một cái nhiệt huyết tụt mút rồi, mất tiêu rồi. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn khi người thừa kế là phụ nữ. Câu chuyện của tôi xoay quanh một cái vấn đề như thế này quý vị và các bạn ạ. Tôi tiếp một vị khách hàng nam đến văn phòng. Vị khách hàng bảo rằng là ông hiện tại nghề nghiệp của ông là đi lượm những cái trái cao su. Quý vị thấy cái cây cao su không? Thì những cái trái cao su nó nổ xuống thì mình sẽ lượm về. Và những cành cao su mà của nhà nước thì mình sẽ kéo nó xuống và mình sử dụng củi để đi bán. Và các bạn biết rồi, cái thu nhập cả gia đình thì phụ thuộc vào bản thân ông. Cái nội dung ông kể cho tôi nghe đó là cái việc gia đình ông có tổng cộng là 4 anh chị em. Và các bạn biết rồi, bàn tay thì có ngón ngắn ngón dài. Khi ông thoát ly ra gia đình thì vợ bệnh con đau, công việc thu nhập không ổn định, và cứ cái nghèo nó lại hoàn nghèo. Ba mẹ ông thì có tài sản. Khi ba chết, và cái trước đây thì khoảng vài tháng thì mẹ ông mất. Vì sao tôi không sử dụng cái từ chết? Thì khi tôi sử dụng cái từ chết thì Facebook hay là YouTube họ lại đánh giá là bị vi phạm chế độ cộng đồng các bạn nhé. Thì như vậy, mẹ của ông qua đời. Thì trên nguyên tắc, tài sản của ba mẹ sẽ được chia thừa kế cho 4 người con. Các bạn biết thấy, 4 người con thì chắc chắn mỗi người được 1/4 suất thừa kế. Và ông đã khởi kiện yêu cầu chia suất thừa kế. Thì cái người đồng thừa kế với ông, cái người mà trực tiếp quản lý cái tài sản của ba mẹ là một chị phụ nữ. Tôi không nhớ là em hay là anh gì của vị khách hàng tôi. Tôi không rõ là anh hay là em út hay là chị hai gì đó. Thì trong cái biên bản hòa giải thì các bên cũng thừa nhận nguồn gốc đất là di sản thừa kế của ba mẹ để lại. Và trên nguyên tắc
Di sản thừa kế của ba mẹ để lại, nhà mình có 4 người thì chia làm 4, mỗi người được 1/4. Thì chị này chị cũng thừa nhận là 1/4 của cái phần đó là tương đương với một vài trăm triệu gì đó. Thì thật ra thì tôi cũng tiện nói ra, một vài trăm triệu gì đó, tôi cứ đặt cho là 500 triệu đi. Thì khi mà cái biên bản hòa giải ở xã đã được xác lập thì các bên thực hiện. Nhưng bây giờ ông vị khách hàng của tôi đến với một người chị em đồng thừa kế thì họ bảo rằng tiền đâu đưa, nói vậy thôi, tại tại vì anh nói vậy thì tôi nói vậy thôi, chứ thật sự ra giờ làm sao tôi có tiền. Các bạn thấy không, cái biên bản hòa giải không được thực hiện. Trở lại cái việc mà vị khách hàng này đến văn phòng, có một cái điều mà tôi vẫn thường nói với các bạn, và chắc chắn nếu những ai đã từng xem những cái video của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, người nghèo là người bị thua thiệt. Khi tôi đề cập đến những cái vấn đề về tạm ứng án phí trên cái số tiền mà ghi nhận là 500 triệu thì ông lại không có. Những cái án phí, những cái phí mà luật sư đi thì cũng lại không có. Và thế là tôi sử dụng cái biện pháp gọi là cách hai. Tôi gửi thông tin đến cho người chị hoặc người em ông. Tôi bảo rằng chúng ta có thể ngồi lại với nhau bằng một cái việc thỏa thuận. Thì thư đầu đi, thư hai đi và thư thứ ba thì chị đã trực tiếp đến văn phòng. Chị bảo rằng là nói thật với luật sư rằng là tôi cũng không có muốn lấy toàn bộ sức thừa kế đâu. Tuy nhiên rằng là bây giờ nhà cũng đang xây dang dở, tôi cũng không có tiền tôi thối lại cho người anh người em của tôi đâu. Thì mặc dù là tôi vẫn biết rằng anh của em của tôi khổ đó. Thôi thì bây giờ như thế này đi, tôi sẽ thối lại cái số tiền nhỏ hơn cái số tiền là 500 triệu và thử coi 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 cái người anh hoặc người em đó có đồng ý hay không, luật sư giúp tôi. Thì cái phương án đặt ra rằng nếu trong trường hợp lấy số tiền là 500 triệu thì sẽ được trả làm 3 lần, mỗi lần là bao nhiêu đó. Còn nếu như trong trường hợp lấy một lần thì sẽ nhỏ hơn cái số tiền 500 triệu. Các bạn biết rồi, trên nguyên tắc của luật dân sự, các bên tự do tự nguyện tự thỏa thuận trong cái việc chia thừa kế mà. Tôi mới nói với ông là thôi, cái bát nước đã đổ rồi, anh nên có một cái biện pháp suy nghĩ. Quan điểm của luật sư là lấy một lần thôi để đỡ giờ rầy rà. Hiện tại bây giờ anh trả cái phí cho luật sư hai ba bữa nữa rồi anh chỉ lấy có tiền đợt một, đừng có cái chiến lược nhìn tầm xa quá rồi lại mệt mỏi. Và cuối cùng thì ông cũng đã nghe lời tôi. À, các bạn biết không, khi cầm được cái số tiền mà nhỏ hơn cái số tiền 500 triệu ở tại Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn thì cũng xin nói là cái người phụ nữ kia họ mong muốn rằng là phải có một sự cam kết là từ chối di sản để sau này họ còn làm được hợp thức hóa mang tên của họ. Và tôi thì theo quy định của pháp luật và cũng là sự công bằng của trong một cái nghề, tôi cũng đã giúp cho ông và tôi giúp chị từ chối nhận di sản. Thực tế là hai bên có giao nhận nhau số tiền nhỏ hơn là 400 là 500 triệu các bạn ạ. Qua cái việc chị em trong vụ kiện thừa kế và người gọi là thối lại số tiền là người phụ nữ, tôi cũng đánh giá cao về chị. Và cho tới thời điểm này thì chị vẫn nói với tôi là tôi hay chỉ cho luật sư lắm, tôi hay chỉ khách ra cho luật sư lắm. Và một vài lần chị đến tôi tư vấn, cũng thầm cảm ơn chị. Từ cái người ở vai trò là đối lập, tôi đã kết nối được gia đình chị để tránh cái nồi da sáu thịt và
giải quyết được cái bài toán kinh tế của cái anh khách hàng tôi và giải quyết được cái mâu thuẫn trong gia đình họ. Và đó là điều mà luật sư cần phải phát huy hơn nữa các bạn ạ. Cũng xin nói với quý vị và các bạn thì tôi thì có cái tập là không nhớ con số. Tuy nhiên rằng những cái nội dung mà cách đây mà tư vấn hơn 10 năm thì tôi vẫn nhớ. Và những cái tôi lại không nhớ mặt, nhưng lại vậy nội dung thì tôi rất là nhớ, rất là rõ. Thông qua cái video này tôi tặng đến quý vị và các bạn. Và đa số trong 15 video về phụ nữ đến tòa, tôi sẽ cho quý vị và các bạn thấy những cái tính nhân văn. Biết đâu những cái câu chuyện của luật sư Thu sẽ được nhà làm phim trở thành phim ngắn. Nếu ai đó có đạo diễn và có viết kịch bản đàng hoàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tạm thời chúng ta sẽ từ từ không tư vấn nữa, để chờ cái nhiệt huyết của luật sư lấy lại tinh thần, lấy lại cái cảm xúc, lấy lại cảm hứng nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian hơn một năm qua. Hy vọng rằng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta trong năm 2019 này sẽ lan rộng hơn cho đến 63 tỉnh thành và đi ra nước ngoài.